Em Hồng Ngọc xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị. Và hôm nay thì em Ngọc xin được lên sóng cho anh chị một chiếc sedan trong phân khúc sedan hạng D, hạng C, với cái phần cách âm rất là tốt cũng như là động cơ khỏe khoắn. Và hình thức của xe thì phải nói là rất là lịch lãm đúng không anh chị? Và đây chính là một chiếc xe Elantra 2019, một chủ từ đầu anh chị nhé. Biển thành phố, nhà mình về Hà Nội là mặc định sẽ không mất tiền biển nữa rồi, rất tiết kiệm và cũng hợp lý cho anh chị. Và xe đi chuẩn là 35.000 km anh chị nhé. Rất là hợp lý, và với cái tông màu rất là mùa hè nữa. Thì quý chị, quý vị anh chị có quan tâm trực tiếp về chiếc xe này thì hãy liên hệ trực tiếp với em trên số hotline nhé, để em chụp ảnh cũng như là quay video cụ thể từng chỗ nào mà anh chị muốn quay cụ thể thì em sẽ quay cho nhà mình rất là trực tiếp luôn. Đây, phần lốp lắp của quý anh chị nhìn giúp em này, còn rất là đẹp. Và nước sơn zin của xe thì phải lên đến là 98% anh chị nhé. Màu đỏ mà có đâm va tai nạn ấy thì nó rất là lộ. Màu đỏ so mà sơn rất là những cái tông màu rất là cực kỳ khó. Và cái điểm nhấn cũng như là cái hay ở cái biển bản này ấy, thì em thấy là cái mở cốp này nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà em đang không cầm chìa khóa nên thành ra là sẽ không mở được, em đang khóa xe nữa. Tông màu đỏ rất là yêu anh chị ạ. Đây, nhìn trong bóng râm nhá. Và nhìn ra nắng này, cực kỳ nổi bật luôn. Với chiếc xe này thì tiêu hao nhiên liệu thì chỉ rơi vào khoảng tầm 7,6 thôi anh chị nhá, 7,6 đây này. Đấy, là rất là hợp lý với chiếc xe này. Anh chị có dự định mà mình đi cả công việc cũng như là gia đình thì nó cũng đáp ứng được tối đa. Và chất liệu ghế da thì chắc chắn là ăn đứt Mazda rồi. Em phải khẳng định với anh chị luôn là Mazda thì thiên hướng về hình thức, nhưng mà với chất liệu ghế da thì cái độ bền của nó sẽ không được tốt như các dòng của Hyundai đâu. Chất liệu ghế thì mọi người nhìn giúp em này, còn rất là bóng mướt nhá. Và trần xe thì có bọc trần rồi, rất sạch sẽ và cùng tông màu với xe. Có cả cửa sổ trời rồi anh chị nhá. Gia chủ thì cũng đã tân trang một hệ thống sàn 6D rồi, rất là sạch sẽ. Và trong phần khoang lái của xe ấy, thì sẽ có tương đối là đầy đủ tính năng rồi, sưởi ghế này, sưởi vô lăng, ghế lái chỉnh điện cả hai bên rồi anh chị nhá. Đây, mọi người nhìn giúp em. Về hình thức của xe thì còn rất là mới. Nhà mình quan tâm trực tiếp qua showroom nhà em, có địa chỉ là 46 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội anh chị nhá. Hôm nay đổi cảnh cho anh chị nhìn cho nó mát mắt. Bây giờ thì mời quý vị anh chị vào trong phần khoang máy nhá, để mình xem chất lượng của chiếc xe nhà em. Rất là đẹp. Thực sự là chiếc này rất là ưng anh chị ạ. Còn duy nhất một chiếc Elantra này thôi. Nhà mình quan tâm cụ thể thì liên hệ trực tiếp với em trên số hotline nhé. Từng dấu phẩy sơn của nhà máy này rất là ok luôn đấy anh chị ạ. Và với hình thức trả góp của xe thì vẫn vay được 70% giá trị xe anh chị nhé. Nhà mình quan tâm cụ thể chiếc Elantra 2019 biển thành phố, một chủ từ đầu, đi được 36.000 km rồi, thì hãy liên hệ trực tiếp với em trên số hotline là 0942 899 939. Và với mức giá là 640 triệu anh chị nhé. Giá trên thì em còn thương lượng và gia lộc cho nhà mình nữa. Nên nhà mình quan tâm chi tiết thì hãy nhấc máy lên giúp em, hoặc là để lại tin nhắn Zalo thì em sẽ gọi lại cho anh chị tư vấn được cụ thể hơn ạ. Rất cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi hết video, và hẹn gặp mọi người những video tiếp theo.